đây. Cô em thì tóc bạc rồi, cô chị 90 tóc còn xanh. Rồi, bà bao nhiêu tuổi? 85. Hả? 85. 85 rồi. Bà là đứng giữa, nãy bà 90 và 83, còn bà 85, bà là gì? Trong Magdalena, Nguyễn Thị Sinh Ngọc. Nguyễn Thị Sinh Ngọc. Rồi, bà ở đâu? Ở Đồng Xoài. Đồng Xoài, bây giờ được ơn gì bà nói cho mọi người nghe. Không được ơn, đây là mệt 4 năm tháng, tưởng chết đi, 5 cái cấp cứu cha, mà không hết. Mà trời ở đây có về có thằng mấy, thở được đi ngon hữu si đen không à. Dạ, vậy đó mà đi về xuống đây, còn xuống đây 6 lần á. Cái bộ mới lần này sao? Rồi, 16 lần. Cái bộ mới lần này sao? Chết cỏ mà. Tôi nói điểm cái đi, cứ ở thăm cái đi. Trời ơi, cha tưởng chết, thở không được. Bệnh gì mà bệnh mệt mà đi năm sớm nhà thương nó tìm ra bệnh. Không phải đâu tiên. Cái tụi nó vậy không chịu chết rồi. Cái thằng con nó xuống đây nó cầu xin mấy đứa đi hết. Mà con cầu miệng cho cha. Bây giờ còn sao cầu với gì? Cầu miệng cho bây giờ còn ngủ không được. Bây giờ bà cầu với cái gì, cầu miệng cho ai? Cầu miệng tôi chứ ai. Cũng cầu nguyện cho cha sống lâu rồi cha làm việc này nè cho Chúa. Chứ nếu mà cha lỡ cha theo Chúa ai làm? Giờ có ai thay thế được anh Chúa rồi. Nè, mấy con cũng nói trời ơi, ông cha Lâm á, ổng giờ cái đầu cái về còn hết chân sống luôn. Ông có buồn hả? Phải không? Cha có buồn hả? Đi năm cấp cứu nó chết rồi mà. Ổng điện tôi nghe hỏi má cái đâu, nó má đi cấp cứu Sài Gòn, nó trời đất ơi. Xong tim này đã Đồng Xoài nhìn đi Sài Gòn trời. Chắc bả lần này bả đã chết quá. Nhưng mà giờ thẻ le. Hết chết rồi. Hôm chơi tết tôi đi là xuống đây còn mệt, tôi đi xuống đầu chân. Còn một ngày nhắn tin cho ba lần. 3 giờ là động kinh chú Linh Sót bắt đầu nhắn tin cho Long. Mấy đứa cháu ngoại cháu nội á, nhắn hoài nay hắn mấy này ngoại không hết mà ngoại kêu con nhắn nữa. Nó xin chừng nào giờ không cho, giờ ta không cho mày, ta là con mà xin viết là tích tận giờ. Chứ để mệt mỏi quá, xin hoài mới công quá. Tại hôm trước ra cũng xuống đây đến làm chứng cho cha này mà thấy đông quá rồi tôi không làm. Đi về ngầm. Bây giờ Chúa cầu xin Chúa ban ơn cho cha sống 100 tuổi nha. Rồi cha làm ơn vụ này nè. Vụ nào? Làm cha, làm giám mục. Rồi chữa bệnh. Cũng nhờ được cha chứ bộ. Cha chết là lấy đâu nhờ. Mày mà tần chủ tôi chết không mà ơn. Để tao cái bài. Cái máy 365 bài giảng nhá. Rồi, để tặng cho bà. Cái quạt 150 bí mệnh ra tại Fatima nhá. Bà 85 tuổi, bà vui quá. Hả? Đi. Rồi, đây là trần chuối cho bà nhá. Đây là móc khóa cho bà nhá. Được chưa? Rồi, đây là lịch lòng thư xuất chúa cho bà nhá. Rồi, cầm đây này. Có thằng bị được khỏi bệnh đó nhá. Rồi, chuối chú lệnh cho bà. Các bạn có nói gì nữa không? Muốn nói gì nữa? Hết rồi. Ôi, cha nha. Tôi mạnh cho chú, tôi quét ra, quét nhà cho. Quét nhà quét, quét xong. Có người ta làm chỗ ế, không có ai mướn tôi nha. Mười lần trời muốn tạm chịu. Rồi, bà nói là khi nào bà khỏe, bà đến bà ngồi xuống. Bà nói là hôm nào bà khỏe và đến bà quét nhà thờ quét sân cho xem một người 85 tuổi mà nói câu đó làm những bà những người trẻ khác có thấy xấu hổ. Bao nhiêu người khỏe đến đây chả ai đi nấu cơm đi chợ đâu nhà giỏi lắm à. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một bà 85 tuổi mà đến đây 8 lần mà thở oxygen rồi.
đi cấp cứu 8 lần nữa, 6 lần nữa, bây giờ khỏe re hả? Anh chị em thấy không? Mà mình nghe, phải nhìn, phải thấy, phải sờ chạm được những chứng nhân như vậy, mình mới thấy được rằng là lòng thương xót của Chúa tuyệt vời biết là chừng nào. Nơi những con người đơn sơ chân chất như vậy, này chúng ta thấy có 3 bà 83, bà 85, bà 90, và ông Thánh Gioan mà chúng ta mừng ngày hôm nay là người tông đồ trẻ nhất trong các tông đồ, nhưng cũng là người mà sống lâu nhất trong các tông đồ, lúc đó là cũng phải cả 100 tuổi. Mà lúc mà đi ra để mà giảng không có đi được nữa, người ta phải khênh ông ấy ngồi trên cái ghế, ông Thánh Gioan, các tông đồ đệ tử chung quanh, và hỏi thầy mình rằng là: thầy ơi, mà thầy giảng cái gì? Ông Thánh Gioan tông đồ vẫn nói đi nói lại một câu mà Chúa Giêsu: các con hãy nhắc dùng lời Chúa Giêsu. Gioan ông nói nhau với các đệ tử: các con hãy đó. Cứ như vậy, các tông đồ, các môn đệ của Gioan hỏi: thầy ơi, sao thầy cứ giảng đi giảng lại bài này hoài vậy thầy? Gioan bảo rằng đấy là tất cả lệnh truyền, mọi lề luật, mọi điều Chúa nói trong Tân Ước, trong Kinh Thánh, chỉ tóm lại trong bằng đó câu mà thôi, là các con hãy. Cho nên bà chúc tôi sống lâu 100 tuổi, cho đến 100 tuổi thì có khênh tôi ra đây, tôi cũng chỉ ca ngợi về, tôi cũng chỉ làm chứng về, tôi chỉ có như thế mà thôi. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta, mỗi người cầm cuốn lịch ở trên tay,